Với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 54. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, sau một ngày làm việc khẩn trương, những nội dung còn lại để chuẩn bị cho kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét một cách thận trọng, thấu đáo và đã có kết luận từng nội dung. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, về công tác chuẩn bị nhân sự, kiện toàn các chức danh tại một số cơ quan nhà nước, trên cơ sở kết luận, biểu quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban công tác đại biểu cần chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, chuẩn bị chu đáo, nhất là quy trình giới thiệu, bầu, miễn nhiệm hay phê chuẩn để bảo đảm đúng hiến pháp, pháp luật. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo, kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, gửi đến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Đồng thời cho ý kiến về công tác nhân sự, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11.